Rồi Bây giờ Hải Anh đã khoe là học về tỷ số rồi đây Tỷ lệ thức rồi Thế Bây giờ hôm nay bố kiểm tra lại Xem Hải Anh có nhớ không Tỷ số là gì Nào. Tỷ số là phân số <laughs> Tỷ số là phân số Thực ra thì nó như thế nó chưa chính xác thế là tỷ số là số chia được cho nhau Cái phân số ấy nó là tỷ số Nhưng mà tỷ số thì không hẳn nó là phân số tức là cái xuôi cái ngược nó chưa chính xác thế thì thế tỷ số là cái gì con có thể nói rõ hơn cho nào ý thứ nhất tỷ số của hai số đấy tỷ số của hai số nhá là gì À, tỷ số của hai số là thương của hai số đó thương của hai số đó thương là cái gì phép chia à thương là phép chia ở đây thầy nói đến hai số thôi nhé hai số thì nó không có đơn vị gì cả mình chỉ nói là tỷ số của hai số là thương của hai số đó thì người ta ký hiệu ký hiệu là a phần b hoặc là a chia b đây gọi là tỷ số của hai số ví dụ tìm tỉ số của 1 và 3 thì mình sẽ nói là gì? Tỉ số của 1 và 3 1 phần 3 là 1 chia 3 hay 1 phần 3 Thế nếu mà tỉ số của 1,2 và 2,3 thì sẽ là gì? 1,2 chia 2,3 1,2 chia 2,3 đấy là tỷ số thế okay. còn nếu mà viết ra dạng 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 có cái phân số ở giữa 1,2 /23. 1, 2 chia 2,3 đây là một tỷ số đây là một tỷ số nhưng nó không là phân số nhá à. tức là mình cứ viết cái dạng phần ấy a phần b thì đây là tỉ số okay. đây là tỷ số ok chưa thế nhưng cái này này thầy nói thêm ở đây nó không là phân số không là phân số nhá cái phân số của mình nó phải như thế nào cái gì nó mới là phân số cũng cái cái số dạng dạng như thế này cũng cái tỉ số như thế này nhưng viết thế nào nó mới được gọi là phân số không có cái dấu phẩy không có cái dấu phẩy tức là tử mẫu phải là số gì số tự nhiên thế nhớ là âm thì sao số nguyên à tử mẫu phải là số nguyên tức là vẫn cái thằng này nhưng mình biết là 12 hai phần hai thì cái này nó lại là là phân số thì cái dưới này này nó vừa là tỷ số vừa là phân số nhưng cái trên này nó chỉ là tỷ số thôi nhá cái này nó là tỷ số được chưa ok cái dưới mới là phân số còn cái trên nó không là phân số tỷ số của hai số là thương của hai số đó đúng không thế còn người ta nói chung chung tỷ số là gì chung chung thôi nhá không phải là của hai số đâu mà chỉ nói là tỷ số là thương là thương đúng rồi thương của gì? Thương của hai số. Của hai đại lượng của hai đại lượng cùng đơn vị đo. Chính xác cái định nghĩa về tỉ số là như vậy. Tức là tỉ số nói chung là thương của hai đại lượng cùng đơn vị đo. Còn tỉ số của hai số, tức là hai cái số trong mình học trong toán này này thì nó là thương của hai số đó. Thế bây giờ con cho bố ví dụ về tỷ số nói chung trong đời sống mà cùng đơn vị đo. Ví dụ là cái gì nào? Trong bóng đá. À đúng rồi, ví dụ trong bóng đá. Trong bóng đá, chúng ta xem tivi thì chúng ta thấy ở trên cái màn hình ấy, ở cái góc bên này hoặc là bên này nó hay ghi tên đội này, tên đội này, tên đội này xong nó ghi cái gì ở giữa? Trong bóng đá ví dụ ừ, như là à, đội A xong bên này nó ghi là đội B thì có phải nói ghi tỷ số ví dụ như là 1 2.3. Thì có nghĩa là đội 1, đội A này được 1 bàn thắng, đội B là được 3 bàn thắng. Và đơn vị ở đây là Đơn vị ở đây là bàn thắng. Bàn thắng, đúng rồi. Có nghĩa là cùng đơn vị đo người ta đang nói cái tỷ số. Tỷ số về số bàn thắng của hai đội là 1 2.3. Đấy, rồi. Thế còn ví dụ gì khác nào? Cùng đơn vị đo đi. Tỷ số Ví dụ như là quãng đường Quãng đường Từ nhà con tới trường Quãng đường từ nhà Tới trường Của nhà con với nhà mạnh chẳng hạn Của Hai bạn Đấy Vân vân Ví dụ nhà con là 3 km Nhưng mà nhà mạnh là 5 km Thì cái tỷ số từ quãng đường từ nhà con tới nhà mạnh là 3 chia 5 nhưng mà cái tỷ số quãng đường của từ nhà mạnh so với nhà con thì lại là lại là 5 chia 3, còn của nhà con so với nhà mạnh thì lại là 3 chia 5. 5 -3. Đấy, thì đó là mình cùng là là tính theo km. Thế nhưng trong trường hợp một cái ví dụ khác. Ví dụ à hai cạnh của hình chữ nhật thì có chiều dài 6 cm. Chiều rộng 40 mm hỏi tỷ số giữa chiều dài so với chiều rộng cái dấu gạch ngang gạch chéo này giống như phép chia đấy tỷ số của chiều dài so với chiều rộng là bao nhiêu thì con nói thế nào ừ, rồi. hả rồi, rồi sẽ cùng đơn vị đã. à tức là mình không thể nói chiều dài chia chiều rộng là 6 chia 40 được nhá nếu mình nói 6 chia 40 thì chỗ này sẽ thành là gì sai bởi vì lúc này là không cùng đơn vị đo mà bây giờ phải là 6 chia 4 thì đúng ngoài ra có thể là gì nữa thì cũng đúng 60 chia 40 đúng rồi 60 chia 40 thì cái này cũng cũng là đúng tại vì nó cùng đơn vị đo nhá như vậy chúng ta phải chú ý là cùng đơn vị đo đấy một cái bài rất đơn giản như vậy thôi nhưng chúng ta cũng phải tìm hiểu với nhau cho nó kỹ càng Tỷ số là thương của hai đại lượng cùng đơn vị đo. Còn tỷ số của hai số, hai số tức là không nói đến đơn vị nữa thì đơn giản nó chỉ là thương của hai số đó. Tỷ số thì ký hiệu là phần hoặc ký hiệu là dấu chia. Đó. Các bạn thấy Hải anh chăm học không? Sáng dậy học lên là cứ thỉnh thoảng lại ngáp cái ngáp cái. Không <laughs> sao cả. Đấy, phải chăm học vào buổi sáng nhá thì nó mới giỏi được.